Cô là tên Nguyễn Bạch Liên, cô đến từ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cô năm nay cô 56 tuổi, cô chia tay với xã cách đây mười mấy năm rồi. Cô có hai đứa con, nuôi hai đứa con lớn lên ăn học, trải qua bao nhiêu vất vả. Rồi bây giờ cô hai đứa nó ra trường rồi, đi làm rồi. Cô thấy mình cũng thông thả rồi, tụi nó đi hết rồi, không có ai ở nhà, có mình anh cô à. Cái ở nhà đôi lúc nó cũng buồn lắm, cái không có ai chia sẻ với mình, không có ai nằm nhà suốt ngày ăn uống gì ở nhà một mình không à. Ra cô muốn tìm một nửa yêu thương kết nối đến với nhau cùng chia sẻ buồn vui. Cái độ tuổi cô chọn từ 50 cho tới 70. Dạ, là cô chọn từ 50 cho đến 70 tuổi nha cô ha. Là cô thích chú làm công việc gì, làm công việc gì đó để phù hợp với mình ạ? Dạ, làm kinh doanh hoặc là làm gì đó mà miễn có cuộc sống ổn định thì cũng được. Hợp nhau, chia sẻ yêu thương mỗi ngày với trong cuộc sống. Thì mình đem lại hạnh phúc cho nhau, với lại mình biết chăm sóc cho nhau, mình giữ gìn sức khỏe với nhau. Rồi vậy đó. Em xin chào quý khán giả đang coi chương trình Kết Nối Yêu Thương. Và em xin chào hai anh Phúc. Cảm ơn ngày hôm nay đã cho phép em để đưa mẹ em đến để tìm được hạnh phúc của mình. Tại vì hồi trước giờ mọi tình thương của mẹ em dành cho em, mẹ không quên, em quên cái bản thân của mình mà mẹ tập trung lo cho em mà. Có những ngày tháng mà mẹ đã bỏ qua đi rất là lâu rồi. Và em nghĩ cũng cần phải đến lúc mà mẹ có một cái cuộc sống riêng của mình. Tại vì em cũng phải đi làm và gần như là cả ngày em không có nói chuyện hay là không có tương tác gì với mẹ hết. Và em nghĩ phải có một người nào đó bên cạnh mẹ mang lại hạnh phúc cho mẹ. Em tìm được một người có thể có một trẻ có trách nhiệm và đủ bản lĩnh đàn ông để cùng với mẹ em có một cuộc sống mới và cùng sống lành mạnh, cùng ăn với nhau những cùng có những bữa cơm gia đình với nhau. Có thể có một người bác nào đó có thể đến mang đến hạnh phúc cho mẹ hay cho con và em gái, và có thể hòa hợp, hai người có thể hòa hợp với nhau. Con dĩ nhiên là con sẽ rất là trân quý và quý bác, giống như là nếu mà trở thành cái người mà tốt với mẹ con thì con sẽ trân quý bác như một người nhà của mình vậy. Cái bác nào có thể chăm sóc cho mẹ, làm cho mẹ có những niềm vui mà trước giờ mẹ không có được. Tại vì hồi trước giờ không có người nào mà mẹ chỉ tập trung cho con thôi. Cho nên mẹ trở nên mạnh mẽ, nhưng mà không ra phụ nữ không có ai muốn mạnh mẽ hết. Bây giờ mẹ còn phải yếu đuối với con, mà con hy vọng có một bác mạnh mẽ đến với mẹ và chăm sóc mẹ. Con cảm ơn rất là nhiều. Và mẹ đến mong giờ có anh nào á đón mẹ với một cái tình yêu thương chân thành và hợp với mẹ, rồi lo lắng cho nhau với cái lúc tuổi tuổi già. Con cũng cảm ơn chương trình em lại cái tình yêu thương đến cho gia đình cô. Cảm ơn chương trình nhiều lắm. Em cảm ơn em rất là nhiều. Một cô gái xinh đẹp như con cô đây làm sao mà quý anh không quan tâm gọi về chương trình được? Ai nào anh trai nào đó gọi về chương trình rồi sao cô, con xử lý cách nào đây để làm quen với em gái My này nè, thì con sẽ xử lý một cách nào? Nếu mà có anh trai nào gọi về chương trình mà nếu mà phù hợp với em My thì cũng làm quen cũng được. Được không em? Được không? Được không? Mắc cỡ kìa. Thôi lúc đó em sẽ hỏi ý kiến. Vậy là cô đã cho phép rồi thì quý anh cứ mạnh dạn liên lạc về chương trình để làm quen với em gái My, thì lúc đó em sẽ hỏi, nếu mà My đồng ý thì em sẽ cung cấp thông tin đến cho quý anh nha. Quý anh cứ mạnh dạn gọi về chương trình. Bác nào
có thể chăm sóc cho mẹ, làm cho mẹ có những niềm vui mà trước giờ mẹ không có được. Tại vì hồi trước giờ không có người nào mà mẹ chỉ tập trung cho con thôi, cho nên mẹ trở nên mạnh mẽ, nhưng mà không ra phụ nữ không có ai muốn mạnh mẽ hết. Bây giờ mẹ còn phải yếu đuối, với con mà một con hy vọng có một bác mạnh mẽ đến với mẹ và chăm sóc mẹ. Con cảm ơn rất là nhiều. Và mẹ đến mong là có anh nào á đón mẹ với một cái tình yêu thương chân thành và hợp với mẹ, rồi lo lắng cho nhau trong cái lúc tuổi tuổi già này. Con cũng cảm ơn chương trình đem lại cái tình yêu thương đến cho gia đình cô. Cảm ơn chương trình nhiều lắm. Em cảm ơn em rất nhiều. Con xin chúc cô và gia đình sớm tìm được hạnh phúc. Cảm ơn con của cô hôm nay nó đồng hành cùng con, ủng hộ cô. Rồi cảm ơn chương trình nhiều lắm. Cảm ơn chương trình và cảm ơn hai anh hạnh phúc anh rất nhiều. Hôm nay đến hạnh phúc rồi đem đến kết nối yêu thương cho tất cả mọi người. Dạ, video đến đây một lần nữa em cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ, trong quá trình chia sẻ video có như vậy sức, cũng mong quý cô chú anh chị để là phần comment hướng dẫn anh em sẽ ra những đoạn video chất lượng hơn, không phụ lòng khán giả trong suốt thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video. Dạ, quý cô chú anh chị đến với chương trình kết nối yêu thương, vui lòng đến địa chỉ quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại trên màn hình. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ. Dạ con chào cô, anh chào em nha. Dạ xin chào.